buổi diễn nè mọi người, trái khủng khiếp không, ngoài này chắc cả chục triệu quá, ở trong chắc vài chục, ở ngoài này chắc cả chục triệu quá, bữa diễn bữa diễn nhiều trái quá hả, trái tự nhiên của nó ra hả con? Dạ dạ, ta trái tự nhiên á, ngoài cây này chắc cả chục quá, còn cây trong chắc 40-50 á, đâu rẻ rồi. Bữa diễn á, bữa Hà Nội ngoài á. Cây này chắc cũng cỡ 70-80 triệu á, không rẻ đâu. Cây này cả chục triệu nè. Phải không anh? Bữa ngoài này bao nhiêu vậy? Cây ngoài ngoài này nè. 4,5 triệu. Cây bự này bao nhiêu? 25 triệu cũng rẻ nè chứ, cây to trần trần đó ha. Quá trời luôn ha. Nhìn tôi thấy rồi. Thấy không? Cảm ơn nghe họ chị hỏi giá kia. Đây là cây cũng xe. Chắc cặp này cũng 25 triệu quá ha. Quá trời trái luôn ha. Quá trời luôn. Rồi, nước dài rồi. Hết Tết đến nè mọi người. Đó, hai chồng mình với đứa con nè. Đó. Đang đi vô cái đường qua cái chỗ Tạ Quang Bửu nè, chỗ đường Tạ Quang Bửu nè, phường 5 quận 8 nè. Đó. Vậy mọi người theo chân mình nha. Rồi. Đây cũng nhiều đẹp lắm mọi người. Đường Tạ Quang Bửu nha, phường 5 quận 8 nha. Rất thưa các loại luôn. Bữa nay 26. Đường Tạ Quang Bửu nha. Quay đây có gỗ
quá luôn. Tạo Quang Vũ nha mọi người. Đó, dài lên đây là bắt đầu lên cầu Tạo Quang Vũ đây. Khúc này đẹp nè ha. Kia không có bông gì mà nó tối màu quá hả? À, mai khúc này nở quá trời luôn nè. Chắc cỡ 200-300 cây rồi ha. Thở hãng càng xuống. Quá đẹp luôn ha. Quá trời luôn. Phần này bông giấy này lùm xùm quá. Bông này chắc để chừng chứ hàng rào quá hả? Rồi đi tiếp nha mọi người. À, bên đây có cục mâm xôi nè. Đẹp chưa, cây mai nhỏ nhỏ không được đó. Rừng bông luôn. Người nào mọi người gần gần đây ghé qua đây ủng hộ bà con đây mọi người. Đó. Ở trong đây một vườn cây bông luôn. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Xe hơi bị
tiền ha. Đó, khúc này vùng khúc đẹp quá. Đẹp vậy anh? 4,5 hả? Quá đẹp luôn rồi, cảm ơn anh nha. Đây, cái cây cúng rồi cũng mắc lắm đó, mọi người. Đây, 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 có mấy giò lan đẹp quá ha. Giò lan màu đủ màu luôn ha. Châu hồng đẹp quá này ha. Chói nó, chói ánh sáng quá. Thấy hồng không? Hồng chứ đúng không? Đi vô chậu nhiêu gặp da anh đẹp quá vậy? 600 ly kìa. 600 luôn. 600 cảm ơn anh. Đúng. Quá đẹp luôn ha. Cái đường này nhiều quá. Cái này gì vậy ta? Như cỏ vậy á. Cái này ta gọi cái gì anh? Đẹp quá hả?
quá đẹp luôn. Đứng đâu? Cái mùa này dễ này mà tại để ngoài nó bay hơi bớt nhiêu cặp vậy, để trong phòng là thơm lắm á. Nhỏ thì 150, còn lớn thì 200. Đúng rẻ hả? Đó là chơi 2-3 tháng luôn á. 2-3 tháng chưa rồi nữa ha. 2-3 tháng rồi nó ra bông mới nữa, nhưng mà nó ra bông mới hơi lâu. Dạ. Cây ăn cặp đó, chị hỏi đó. Một cặp 150. Lên cho chậu có 75.000 đó. Thơm á, thơm á chị. Thử ai thơm như cái mùi mà gì đó. Mấy như mấy cây hít mũi vậy á. Đúng rồi. Mùi còn dễ chịu hơn mùi bạc hà nữa. Thơm lắm mà, cái này mà treo trong phòng khách rồi thơm lắm. Nó treo trong phòng khách đó. Rồi cảm ơn. Đi. Oh.
chỗ đẹp. Chịu quá, bữa diễn nhiều trái quá hả? Trái tự nhiên của nó đó hả con? Dạ ta trái tự nhiên á. Ngoài cây này chắc cả chục quá, còn cây trong chắc 40-50 á, nó rẻ rồi. Bữa diễn á, bữa Hà Nội ngoài á, cây này chắc cũng cỡ 70-80 triệu á, không rẻ đâu. Cây này cả chục triệu nè. Phải không anh? Bữa ngoài này bao nhiêu vậy? Cái nào anh? Cái ngoài này nè. Đủ nhiêu cơ á? 4,5 triệu. À để nè. Cây bự này bao nhiêu? 25 triệu. 25 triệu cũng rẻ nè, chứ cây to trần trần đó. Quá trời luôn ha. Nhìn tôi thấy rồi. Thấy rồi. Cảm ơn nghe họ chị hỏi giá kia. Đây là cây xung xe. Chắc cặp này cũng 25 triệu quá ha. Quá trời trái luôn hả?